Lương chào cả nhà nha, mới sức khỏe cả nhà. Sáng để nhà chốt nè, nguồn đại ca đang ngồi cắt tôm này. Tôm chi quá cả nhà, cấm lịch nay lại vuông nha chú, cấm lịch nè, làm soạn câu từ sáng giờ mới đem lại, em cũng mới trả lại luôn. Còn này có chú Út vô thêm Út dằn lưới cá sáng gần như đây à, có mồi rồi đó, chưa hết trơn à, chưa có vụ mà nghe lịch mà thấy có mồi chứ. Thấy Nguyễn giờ chắc Nguyễn ra bộ ra ngoài nó cấm chắc cỡ 3 cần cái vô có mồi này không có, này cái chòi này nhậu cái chòi này nè, ok không, lý tưởng không Nguyễn? Chịu không? Bùi giang thấy ngon lành luôn rồi đó. Bùi giang thấy ok ha, mát mẻ ha, cá nướng nữa, giờ có lịch vô làm món gì. Buổi sáng ai dằn mấy tay rồi thím Út? Em quậy tại dính nhiều cá vậy nha. Nè. Còn có ngon cà phê, còn cá đói mà nó ngon cá đói bự nè, con nó bự. Cái bọc này một câu của Nguyễn soạn sẵn. Giờ đổ lú sáng thì có tôm hay không ạ? Mấy tôm nặng cắm lịch nè, sắc kìa. Sao bữa nay nước lớn quá trời rồi. Tháng tôm bắt lịch. Tháng tôm bắt lịch. Chứ không phải tháng tép bắt tôm mà này tháng tôm bắt lịch. Nước à, nước bữa nay nước lên đó nha. Sáng mùa này nước lên, nước lủng chủng. Đấy, lát Nguyễn chắc nó mò hang giống đợt đó vậy. Lát nhậu ngay chỗ này, chỗ mát. Vô nhà chốt. Chốt về tới giờ là lại nhà chốt báo quá trời báo rồi. Báo cho chốt đi Bình Dương sớm. Dầu quên. Nhậu yếu rồi, ra gió luôn à. Làm gì, làm trà hay vậy? Trà thôi, cà phê uống phải bạn. Quá dữ dằn. Điện rồi. Ừ, trời. Ta điện miếng. Thôi mấy canh là hiểu rồi đó. Nhờ bạn nhậu mua rượu lại giùm nữa nha. Thì múc nhờ bạn nhậu mua rượu lại giùm. Giờ thằng em nó sẽ cắt nhỏ vậy nè. Làm bao nhiêu cần em ơi? Làm 35 cần. 35 cần, dữ không? 35 cần mà quan trọng có hang cắm không quan trọng. Có đem đồ theo không? Có, nay lặn chắc lặn cắm luôn. Lặn cắm luôn, nước quá rồi nước. Nước thì mà không có. Rồi cho đi cho. Đi cả nhà. Đi chú ơi. Chú chơi thầy thổ bỏ đặt vô chú ơi. Chưa ấy chứ. Hai thằng đi, ta chạy đi lấy đồ coi. À, đi đâu vậy đây? Chỗ ngồi đây nó có điều mà quan trọng không lấy đấy à, không lấy thì để dành chờ. Nhanh đó, xô rồi nhóc luôn hả chú? Soạn xô rồi rồi. Ba con à. Ba con là vừa. Đang đợi tao luôn. Rồi giờ đi. Lỗ nó kỳ quá chú. Cái gì? Lỗ nó đâu. Chui ra vậy. Lỗ này nó phóng ra. Làm gì vậy? Cái đó làm gì vậy? Hả? Đó làm gì? Ăn lưới hả? Đựng lịch. Trời ơi trời, chưa cắm chừng nào đi thăm mày đựng liền vậy trời. Mình phải tự tin chứ. Vậy ha, vậy là mới có phải không? Cắm thì tự tin, cắm mà. Cả năm quyết định phải có. Không có dân lưới ăn luôn. Ruộng ta lưới theo luôn. Rồi, giờ là hai anh em chống đầu trên, chống từ ngoài cống hả, vô không em? Đi từ mò từ ngoài cống vô hay gì? Đây, quay nhà cái lưới, cái lưới hả? Lưới ý là Nguyễn nó tính kìa nha. Nguyễn nó tính là giăng tay lưới xong cái anh hẻ xuống, anh hẻ cắm lịch là động luôn, động cái vuông rồi cho cá nó chạy vô lưới. Tính trước giăng lưới trước, chống sát vô. Bữa nay giao cho Nguyễn này, hổm chú Út.
sáng vậy mà ông đi văng trước luôn ha. Ăn trước dính được mấy con nãy cũng quá trời. Mấy con đó là chưa xây nổi đâu không vậy? Chưa. Có mấy bà đàn bà cũng mạnh lắm. Đàn bà chắc có 3 kg. Đàn ông thì nhiêu đó xỉn với mấy bà đàn bà nhiêu đó không thấm. Đàn bà nhậu ngồi, ngồi nhiều chứ uống nhiêu đâu. Nhiều. Nổ nổ không à. Anh em đi văng mà nói xấu phụ nữ thôi nha. Chết luôn. Người ta đàn bà đang ngồi uống ít, mình đàn ông mình uống nhiều chứ. Mình ăn cũng không nhiều luôn, mình chỉ uống thôi à, đúng không? Nhà sợ lưới. Đi vòng vòng ôm mà luôn không em? Có công đây. Lưới này dữ dội à? Cái lưới này lâu đời chứ. Cái lưới này mà mới luôn là dính dữ lắm luôn. Lắc tùm lem thấy không? Đại. Dính cua không biết. Cua thì bắt cua. Cua lụm cua luôn. Tôm thì lụm tôm. Giờ là tay lưới nè, kéo nửa tay. Chú Út nói từ cái mé vuông của chú, mé sông nó qua bên mé bên này là 30 mét. 30. Giờ ốp vô. Cái đường này giống như bữa hỏi em với chú Út văn. Sáng ông văn rồi chắc động rồi. Nãy quên ha Nguyễn. Đem lên mé trên ha. Đầu quá. Nhiều khi nó chạy lên đó. Bữa hỏi vừa văn là nó dính đầu đó liền. Không kéo lên phải không? Đâu cũng được, miễn sao có cá là được. Cũng chạm đi. Cá cho con dài. Dính thiệt. Tắm đi. 50 mét á. Trồng hết rồi. Thả lưới nè. Kéo tròn một rồi. Tròn vào cái bụi đó. Nguyễn chơi chiến thực. Tròn mà không thấy nghe giật vào chứ. Tự. Giờ đi cắm hả? Cắm lịch. Cắm lịch nha. Rồi xuống. Wow. Xuống màu hang rồi đó. Sầu quá. Tới đâu? Tới nách đâu? Màu hàng đó nha. Có cái máy móc tôm vô lưỡi. Nhét xuống. Có à, thấy là nhúc nhích nữa nha. Đó, đó. Thấy nhúc nhích nó phào giật giật rồi đó. Ok rồi đó. Bên này anh mò nãy giờ. Có rồi, có rồi. Giờ móc vô. Nhét vô cái hàng. Nằm là lịch nó ăn cái nó mới thẳng thẳng dây ra đó nha. Dây Nguyễn nó cuộn, cuộn xong rồi chú nó ăn nó rút vô dây, dây chạy 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 ra là mình nhìn biết thăm biết liền có hay không liền. Cắm được phao anh. Nãy giờ mò cũng hơi cực, cắm được cái. Giờ mò tiếp. Nãy giờ đi mò nãy giờ được cái hang nó mới cái hai cái mà ngập tới cạm. Lặn luôn. Dùng nó sâu ghê đi. Thôi, được thêm thêm mấy cái đừng này. Hàng nữa, đừng này có. Thêm mấy cái đám đừng thì có hay có hàng lịch nó núp.
dài 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 xuống mì đồ vuông chứ. Mấy kênh này sình ấy quá. Sình cứng không? Không có sình non không? Thì không có sình non. Nhắc thơ đắp. Tôi bác cái kênh nó chạy xuống, nó đắp nó chạy xuống, nó không có việc đâu. Giờ được hang nữa nè. Hai anh em đi nói chuyện được cho đỡ buồn. Nghề của nó kêu nó chỉ cho em, nó không chỉ cả nha. Nghề nghiệp nó không chỉ. Biết là chỉ công. Nói cái mình hỏi cái hàng sau, nó cái hàng lách cái hàng sau. Hả? Cái hàng sau mới đúng là hàng lịch. Hàng trống mình mò nó có cái hàng ngách trong. Nó làm như cái nặng thùng vậy. Vậy hả? Là mới đúng hàng lịch đúng không? Ừ. Còn mấy cái hàng khác là cá bóng là khác không? Mỗi hàng nó khác nhau. Nhiều nước nè, nhiều con. Nguyễn nó đưa em lên bờ, em lội theo cái đường đi về mà, đi dọc đường chuối nè. Chuối đụng đầu nè. Đã không? Đây nó trên. Quá sướng không? Chuối đi hai bên đường. Dạt hai bên đường chuối. Đi nó quẹo đó nhà chú quá nha. Chung là em lấy ba trứng vịt cho cha. Về nhà cha nó lấy ba trứng vịt cho cha ăn, cha ăn. Cái sẵn em đi lội lên thấy quay cả nhà xem luôn. Mẹ review ba khía vậy mẹ? Ba khía. Sao? Thấy sao? Cũng vừa ăn. Vậy hả? Ai ốp rồi? Mới ốp hả? Ốp rồi. Phiên bản bột dịp. Trời. Khách chủ nhà người ta chưa có đem gì ra chân. Mày để hai cái đó ngồi chút xíu thôi, ba khía còn vỏ thôi. Chút nút ngon. Ăn uống nước, không nước bây giờ. Rồi còn vỏ. Khách người ta nước rồi. Đấy, lúc mà bà dọn ngoài ra, bà kêu lên sầm thì cái thao ba khía còn vỏ thôi. Đồ, bên đây có bà Khanh với bà Bưởi lại có đại chiến à? Đại chiến đại phụ nữ. Phụ nữ đại chiến à? Tấp liều lý tưởng. Hôm nay con chia tay trong trời mưa. À. Lỗi chị không nổi. Có nhậu được cái chỗ đó. Trời. Nè. Tính nhậu đây cái thím út nó không cho nhậu đây. Nhậu đi cho mát, không mưa đâu. Mưa giọt. Cha nhậu không cha? Chị hai đứa bưng. Cha nhậu không? Bữa nay có hai bà bằng bài giá kìa. 13 cô không nhậu. Sao rồi? Tao chết ai chịu. Vậy hả? Chứ nó có chịu tức tao không? Hồi lần nghe bằng bài giá dữ lắm, cỡ nào cũng hết bệnh nhậu dữ lắm mà. Thua. Cỡ đậu bượng chân mà. Giờ nghe bằng bài giá chạy luôn hả? Chơi không chơi. Về đặng đi nấu tô cháo với hai trứng vịt húp vô cái là bượng bượng tới cái nỗi mà bượng tới banh bà vòng của người ta luôn. Đó. Nhà này đãi đồ món gì trời. Nó có tô tôi tưởng nó. Từ từ. Trời ơi, lịch chưa ra nữa là làm gọi hết đó hả? Lịch chưa lên nữa. Không biết có còn lịch nào không nữa. Có thằng hỏi kìa. Không, Nguyễn nói có gì ăn. Có không? Anh đi đãi chứ là nhiều hết thôi. Chắc cũng có mà. Nhiều. Rồi cả nhà nhớ đón xem phần tiếp theo của tao. Quay coi có còn lịch nào không nha cả nhà. Không có cũng thông cảm cả nhà ơi, quá lên. Lên quá cả nhà ơi. Đây. Cá đối này sáng chú với thím út dằn, giờ đem ra nướng. Nhìn thấy ngon á. Máu bụng làm sạch rồi nướng. Ăn dãy luôn. Bg không cần đợi lịch luôn. Giờ thằng Nguyễn còn lặn lội ở ngoài sông á, ở đây chú út với mấy bà phụ nữ này dọn lên hết rồi nè. Kìa ông kia ngồi nướng nữa. Trời ơi là trời thấy ham trời. Phụ nữ là phụ nữ chỉ được thương được yêu thôi. Chứ không cần mần gì trời ơi trời ơi, quá trời yêu thương. Thấy người đàn ông của người ta không? Lại nhà người ta thấy không? Phụ nữ khỏi cần mần. Đó. Thơm. Rồi. Con với chút một cái dĩ nướng đó là khoảng tầm mấy lít nếu hai chú cháu mình. Lít được. Hai chú cháu mình chia đôi ha. Chứ cỡ vợ con với em dâu thì khoảng xị một là bay cái dĩa rồi. Nếu có mẹ vợ con nữa thì chưa tới xị nữa. Giờ nói chung đợi Nguyễn vô lát cái đi thăm lịch với nó rồi muốn dùng nào dùng. Coi để có lịch nó phải quay lịch cấm rút lịch rồi mới ghê. Nhà chú Út là Nguyễn đây ngoài nó cấm lịch chứ ông trong nhà ông dự trữ mồi nhậu trước nữa. Để sẵn vậy nè. Đợi Nguyễn lên tắm cái là lô vô lụm liền. Giờ đi thăm rồi cả nhà. Nãy giờ mới chống vô nước. Nè, thấy có con lịch đi rút luôn hả Nguyễn? Ăn nhanh rút luôn hả?
chứ ghê, gỡ lưới được ban cái bây giờ. Giờ chống. Bữa hổm anh rút đèn cây nè, Nguyễn. Ờ, chỗ này. Cái ông kia cũng cắm còn bự cho bá luôn. Bò nó cắm nó có bự. Cái xịt nó kỳ quá. Ở chảnh chưa cho ông dọn mồi sẵn hết trơn kìa. Đợi con lên tắm là lụm. Rồi hết luôn à. Giờ thăm mấy cây con này nữa mình đi. Ừ. Chiều mình lụm tầng 2 nữa. Lụm tầng. Tầng 1 không muốn chết ốp gầy mấy ngày luôn. Chú Út về là giờ lụm với ổng lai gai mấy ngày kiền. Mới cắm rồi có không? Ừ. Mới cắm vừa xong cái dẫn em đi thăm luôn nha. Mấy cái phào trắng trắng đó là cắm nữa. Có không? Có không? Có gì vậy? Thẳng gì không? Có không mày? Sao thấy... Anh xui cút tới rồi. Nặng không? Nhẹ rồi, không quái rồi. Để lại đi. Chết rồi ở nhà, đi kiếm cái khác. Sâu quá, khó thấy nước sao, nước gió nữa. Ra muốn hết thao rồi, muốn hết dây rồi. Tới cái thứ hai nè. Trung Quốc luôn hả? Quá. Sao giống như trong cưng vậy? Mình đó nó cắm nó nhóc luôn. Kỳ quá. Kỳ quá kỳ. Mình quê cái nghe. Còn này nè. Rồi chất quốc nó chèo luôn rồi chất quốc. Dây còn quắn nhiều là không có dính. Dây mà nó ăn rút vô. Này cái sao dưới cấm này dày quá à. Không có con nào chứ hả? Ồ. Bích đường luôn mà không thấy nãy giờ không có con nào không trời. Chỗ này xong rồi nghe ông nghe dọn mồi kêu cái ông làm cho nhanh hay gì trời. Cái đó. Rồi xong thấy cái nào nó thẳng vậy vậy. Sao Nguyễn kỳ Nguyễn. Con. Cái này hết dây nè. Dính không? Rồi. Dạ. Yeah. Dạ rồi. Trời chất quốc ở nhà học à. Học căng. Giờ thấy chất chết không nha. Vuông chút mà sao thấy tệ hơn vuông của Nguyễn nè. Con này có. Anh cầm cái sào anh trống không biết. Trống cái sào nó có lúng nè, xin nó vô đó. Nó cứng. Nguyễn nói đất mà có là xình lầy á mới có lịch nhiều. Rồi chất quốc luôn. Dây nó nhiều. Không lẽ không có con nào luôn sao Nguyễn? Kỳ Nguyễn, công sức. Có không? Này thẳng hết dây luôn nè nha. Đây là có nè. Cứng nguyên nặng nhắc luôn, nặng. Có rồi đó, cái này có. Được không? Được không? Thử nha. Lên, cứng nhắc luôn sao? Cái này có. Lên. Ô! Ủa con bự luôn. Ồ, con này đá rồi. Ồ, để nè, dễ mạnh nè. Ồ, một con cái này. Một con với Nguyễn này, dở một con nó hai con. Dạng ôm luôn nè. Có không? Chết rồi không đó. Mới cắm có khi tự ăn hung á. Ừ. Này, giờ mát mát đó mấy em. Có cắm đầy phao chỗ này luôn mà không thấy. Ừ có một trời. Có. Ừ. Trời bá luôn. Mới được 1 chục con này là ngon luôn á. Không luôn, chất quốc. Chất quốc nữa nha. Không lẽ chiến lợi phẩm à, anh em tự giấy được 2 con cho. Này cũng chết luôn, không có luôn.
bữa đấy đi, ngồi đi thăm ruộng nữa. Mới cấm lỡ khi chưa ăn á. Ừ. Lên lấy gai trước đi với chú Út đi rồi chút đi thăm nó rồi. Ừ. Dữ rồi. Ngồi đây sẵn đợi người. Ừ. Vậy là xong hết hả vậy? Rồi có dở lưới luôn chưa? Dở luôn đi. Dở lưới luôn nè. Giờ cuộn luôn cả nhà. Vậy là lịch là được có hai con à. Chút đi thăm nữa. Giờ cuộn lưới. Từ sáng giờ cũng không thấy luôn. Tệ hơn quá hổm anh với chút rồi. Ừ, anh chút cũng hổm chờ rồi. Liền con luôn. Hay giờ không thấy luôn cả nhà. Cá làm như văn hết mẹ của người ta. Văn hết cá người ta rồi. Bữa hổm sao mà vừa về giờ chút vừa về mình đem tới lưới đẩy chờ với nẹo luôn. Quốc. Không dính luôn ha Nguyễn ha. Hổm giữ trời lắm sao. Hổm là sẽ anh với chốt văn với chiều. 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 Chút sáng văn cũng dính nha bộ. Ừ. Nãy nướng cho nhóc luôn đó. Nướng chứ làm cái trong trong lẩu này cũng nhiều á. Ừ. Trời ơi trời chốt ông hối ông nói rung tay quá trời. Rung quê vậy cơ nha. Chút hối nó rung tay quá trời rồi. Người kiếm mọi người trong rung tay. À, mà ông làm mồi rồi hết rồi. Mồi sáng không biết cái ông đi ông làm trước đó. Chứ không thôi đợi hai anh em mình chất quốc luôn hai con lịch này đủ đủ ai đủ không đủ hai đứa nhỏ nữa. Cá này cũng có cá cũng tệ luôn. Cuốn này giờ 30-40 mét được con cá phi. Hai anh em nó giờ cười hoài luôn. Hết thời bạn ơi. Hết thời rồi. Hai con lịch 5 cá phi. Cũng đủ rồi đó. Nếu mà nếu mà hai anh em mình là đủ nhậu luôn đó. Đúng không? Cái này mấy bà thêm đi chứ. Mời thêm. Ý là mình nói là hai ba người mình là như đây được rồi. Mình với chốt ba người đây. Như đây cũng say vừa. Hai con lịch ba con cá phi, năm cá phi này. Đàn ông đó ăn nhiêu. Còn con nào không? Chết thiệt luôn không Nguyễn. Vì là cưng không sát cá bằng chốt sao? Chút hay quá. Ừ. Vườn ổng à. Vườn ổng không biết. Đầu nó dính. Dính vào cái cây gì dưới này. Hết lưới luôn, dính đường con. Mà sáng nó dậy đó, sáng nói đó là con này nè. Giờ chết luôn. Chết luôn. Rồi hết rồi. Rồi văng tới lưới. Thì trước thì Nguyễn gỡ được 4 con cá phi. Thì nãy về gỡ được con nữa với con cá đói nữa hết. Tại quá. Giờ vô lấy gai. Có mồi nào thì dùng mồi đó. Chút tính tiếp. Rồi. Giờ vô chút đứng là đợi chút nó rung tay. Hai con chút ơi. Chút quốc rồi. Năm cá phi. Hên nhờ có chút sáng đẩy mấy tay lưới vô thôi nhịn luôn. Thất thu. Chiều chiều mất mát nữa ăn á. Nè được hai con này đây ca. Ê ê gớt gớt chút. Nắm đây nắm cầm dây lâu lâu luôn. Tại lưới cũng chất quốc luôn. Tên. Này mấy đứa nhỏ ngồi đây. Chút xử hai đại ca này nướng luôn đó nha, chút nó nướng luôn. Hai con là lụm hai con, chút nó đi phố cũng thèm. Cái Nguyễn vô lấy lưỡi câu vô cắm mà chất gót. Rồi để chú Út mời mua chú. Cái này chung. 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 Chung nước mỏi lên chung. Chọn lên hết rồi.
Tao xin từ rồi trời. Nhậu tắm xong rồi. Trời ơi. Người ta nhậu với cầm tô cơm vậy đại ca. Gì vậy? Ăn cơm trước, lót dạ trước. Lót dạ hả? Ừ. Lót dạ. Lót dạ tôn nhũ xíu rồi. Bao tử hơi bự, lót dạ tôn cỡ đó bây giờ. Ba Mỹ chín ăn cơm để đi tí tí nè. Cái khăn này là tay. Cái tay. Nhà đi bút sang lắm kìa. Trời lắm. Trời lắm. Trời lắm. Trời lắm. Trời lắm. Trời đói. Cái gì đó? Có vị làm lẩu chua. Để trong tủ ta làm khăn lạnh. Thịt luộc. Chấm rau sống, bà khía, thịt trâu, xào, hủ qua. Quá dữ rồi. Cả nhà nói hỏi sao đừng nói sao mà có cá phi với cá đói không, mà thì dùng vuông là có cái gì ăn cái đó nữa nha. Thông cảm nha. Ở đâu có à. Mà vậy đó ngon đó, cá đói với cá phi mình nướng mà ăn ngon. Tại vì chắc hay là mình ăn biết mình quen á anh. Ngồi đi. Ngồi đi Nguyễn. Cực khổ. Công, công lặn lội được có 2 lịch buồn. Hai anh em buồn 5 phút. Thêm từ này nói cái vuông không mà biết lâu không ai cấm, bữa nào kêu em với thằng Nguyễn lại vuông của thêm từ cấm. Nước đẹp nè. Rồi đại ca bỏ bỏ gì vô bạc hà. Ê con nhỏ này nó lấy rửa rửa đẹp đẹp mà đứng luộn trong quần đem về cái bà. Rồi mất một đũa nhậu rồi mất chục đũa là con đó chứ ai. Con đĩa mấy đồ rửa này nó không rửa đẹp thiệt mà. Rồi lại nhà người ta khen lùm lum la vậy nha. Tính xin khéo đó mà giáo bộ nói này nói kia đó ghê lắm. Cái mất một chút xíu nhớ cho con đâm đôi. 6 đôi đi. 6 đôi cho. Con 3 người cho 6 đôi đi. Đồng bộ vậy à? Không lẽ giờ có chiếc mặt rồi cả nhà không lẽ chú cứ không ừ. Ừ cái thêm không? Không ừ thiệt đó. Không ừ thiệt luôn. Ba ừ chứ phải là ừ. Rồi bây giờ mời cả nhà. Đủ thứ món luôn, quá trời luôn rồi. Thật sự yeah. Quá. Gì con? Món hết trơn, nước cái gì? Giờ lại chủ nhà là chủ nhà phải gót ship hàng ly rượu cỡ này nữa nha. Cái gì vậy? Không dính tới đây. Rồi thôi bỏ vô đây cho lắm lắm. Giờ bỏ đại vô luôn nha. Ừ, đặt ra bỏ. Trời ơi giả rồi, Vinh kìa. Đám cưới gì vậy? Rồi mà uống rượu gót ông cũng mỏi tay nữa chú. Có rượu vậy mặt buồn hiu trời. Chưa uống được cốc nào chứ uống rượu gì. Mày chứ buồn. Người ta đi hai anh em ta đi thăm lịch đổ dứ ở trên này. Lẹ đi gung tay. Trời ơi trời. Rồi múc nửa chén cháo đi. Đây, cháo qua nè. Đúng đói nha. Cháo đó. Cháo gì? Cà phê ngon lắm. Ngon lắm. Cũng chia được các anh. Chia ra. Mời cháo gì đây? Cơm cái gì? Đó là. Dạ cái đó này có trứng không vậy? Dạ nè, cái trứng. Ồ ồ, cái này ngon. Cơm mà. Có gan đi. Có gan đi để con này để bới đây, bới cho mẹ bới cho nè. Nè. Mắm rồi. Cháo đó tới giờ có mê cháo đâu. Quá trời. Mình này lấy nước mắm ra cái không có ớt cái đại ca đi ra đó hái cái có ớt vô ăn liền. Đã thì có vậy. Vườn, đi cùng bữa cơm nha. Vườn chú Út ngay sẵn nhà mà. Nhà chú Út như nhà vợ con vậy, thoải mái tự nhiên như thiệt trời. Nhỏ không biết ngại luôn nội ơi. Anh nghĩ em còn biết ngại gì nữa. Đó là trời. Vô. Có tầng ca chú Út. Có chị. Vậy đó hả? Giờ khá được nhiêu? Cũng chưa vô biết vô luôn, vô cũng được đi. Vô. Em mời cả nhà nha. Bữa nay em muốn bị tai biến này cả nhà. Em vô em làm vậy đó chứ hồi chắc em nằm á, kiểu này thua à. Hết nổi. Cha lại nói với tao xin tiền kiểu này xin tiền nữa thôi đúng không chứ không kiểu 5 phút nữa. Ba ngày. Chết rồi. Nè, đi nước nè Nguyễn. Hồi nãy tao tính không có lợi mà này bắt đầu lên vô tao đi rồi. Cái đó đó không tính không lợi đó là tập khỏe vậy đó mới lợi không mới lợi nha. Khóa đã chú. Sướng không? Sướng không? Mới còn ly phê vậy? Y như cũ. Cũ té khoắt. Cái đổi. Lộn nước mắm. Nước mắm mình. Ông làm à có lẩu muối ông mình. Nước mắm mặn này mình. Không nước mắm đâu. À chú hả? Ừ. 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 Không à. Mua ớt không ạ? À mua. Ủa lộn đâu có biết đâu. Mình đánh cái nước mắm thì mình biết. Cái cải đó thì mua mà cái rau gấp cá lại nhà cơm nhà hẹn gà cây ở nhà nha. Ăn ngon à. Ngon à. Cây nhà lá vườn à. Có rau Nguyễn làm cái dĩa rau ngon đó ta. Gói lại. Mời cả nhà nghe. Hello. Chấm mắm làm.
cho xin cái ly. Cái ly cho tôi cái ly. Ok à. Chốt ca cho con mượn cái ly luôn. Ok rồi. Cái đó nó ngon quá. Ngon, béo. Nó vừa ngon. Mẹ thịt. Thịt cắp miếng chú chát nè. Chú chát. Thì luộc cho nha mà chú chát. Quá dữ luôn. Bà khía rồi, chấm với bà khía cũng ngon. Bà khía chấm ổi. Nãy con đi cái đường đó, trời ơi, nhà hai bên vườn chuối, chuối nó quầy quầy tới đầu luôn. Ba quầy chuối. Cho chú mượn cái đường nè. Đường nhà tiến 8 nè, đường đi lên nhà cầu đó. Uống thuốc à. Cái gì vậy? Biết là. Đây nè. Em dâu tai biến rồi. Ờ, đường nhà có 8 á. Ba quầy chuối. Đụng đầu luôn. Anh Đào. Yeah. Em dâu thấy uống nguyên ly rồi hết ly rồi. Em dâu uống 2 lần hết ly. 3 lần luôn. Sao kỳ vậy? Nó nói cũng bị tai biến nữa. Nhậu 2-3 ngày liên tục. Có gì hết hơn mình. Xỉn lần đầu hết trơn, đầu khổ xỉn trơn. Từ ngày chốt về á, chốt hại không á. Chốt về 4 ngày là xỉn lần đầu hết trơn. Nó rủ nè bà, nó hôi vô một chơi. Nồi lẩu sôi hùng hùng. Anh dùng cá đi anh. Dùng cá đi. Chia rau à. Cái mẹ mập cái đâu mập cả bà. Bóng gì cũng phải con lịch, bóng gì cũng đỡ. Con gấu quá. Có mấy cái cọng. Vô đúng rồi. Vô, vô. Vô gà cho bà chú nhà ơi. Vô. Mở cái nhà nha. Quá ngon. Nè, bà khía. Khía muối, miếng bà khía muối kẹp với chú chát. Ngay à. Chấm nước bà khía anh Đều. Làm cái mù lên được. Hồi cái mù cũng. Mù cái mù gì vậy được? Mù bà khía. Mù, mù phải nhấn mạnh mù. Ở nhà. Ăn cái mù cái. Tí mốt bà mua con bà khía nào khía đây biết nói chuyện luôn, bự cho bà luôn. Bà nói 9 con nửa ký mà. Vậy là 18 con là 1 ký phải không? Ừ. Con bự bự không mà cái càng này nha. Ồ cái càng bự. Ồ cái càng nút một cái ăn 2 chén cơm luôn. Mà cộng lâu chưa vậy? Lâu sáng. Dũng sĩ Diệp Mòi. Ghê Dũng sĩ Diệp ngoài sân. Trời ơi. Dũng sĩ Diệp Hương. Ông nội này, ông giết rồi con ham ăn viên chó nè trời. Ta đứng ở ngoài vậy mà không chịu dục cho người ta ăn mà đem bỏ cỡ nào cỡ đành đòn bỏ vô chén. Cỡ đây nè, trứng nè. Khổ thiệt nè. Nè, trứng có đói nè. Ồ, ồ. Cái đói nấu cháo à. Cái đói nấu cháo nè, trứng nè. Tới luôn rồi. Cái này kèm với nó ăn cắp rượu chú Úc ơi. Để nó ăn ở đâu vô tử đó. Cần đưa luôn không? Cần đút luôn không? Đủ mà đút luôn. Trời ơi, chủ nhà nhiệt tình thấy không? Kiểu này là cao cao nó kê rồi kìa anh. Trời ơi, để trời sợ kê nữa kìa, bà chủ nhà sợ kê sợ tèo kê nữa. Hai chồng dữ thiệt chứ. Tiêu diệt nhỏ luôn đi trời. Tiêu diệt luôn. Ăn của con trứng cái đói mà cực khổ quá mấy à. Mời nhà nha. Ồ, ồ, béo. Cá nước của chúng ngon, cá đối vuông mà. Nuôi thiên nhiên mà. Ồ, đây trứng đó. Thôi đi chợ cho anh ta với bạc, đừng còn đi trứng nữa, đẩy thêm trứng đi, quýnh bình luôn đó. Ăn trứng được rồi. Cho Ngọc cái trứng nè. Ngọc. Là ngon đó, ngon Ngọc. Ngon không? Cái trứng đó. Ăn nổi mụn mất con. Lụm luôn, còn nửa trứng lụm luôn. Ồ, giỏi quá ta. Cái đồ đồ trứng ngon mình phải ăn với người lớn. Trời ơi, ăn trứng cá nổi mụn. Con Linh chưa uống. Dạ, Nguyễn thì nó ly đó, ca uống cầu đôi. Kìa, em dâu à, tội nghiệp quá. Ba quận nó mới được. Thiếu ăn mà nhờ mảnh nuốt. Vô đi. Liên tục cũng vậy. Liên tục chó xỉn ăn gì ông nội ơi, chứ để chú nhà đỡ là hoài, chú nhà hao rượu. Dính anh, dính được có ai cũng là tấm đấy á. Thua rồi chung. Dính được có ai là tấm bụng đấy, thua rồi chung. Ờ, một hồi dũng sĩ của tiếng mốt mà nó đẩy cái cây khỏi ăn luôn nè. Ờ, dũng sĩ. Diệt lịch cái một thì dũng sĩ vô theo lịch luôn. Cái gì cho nước không thơm mà ở đầu không tới. Đó, nó ngồi đó một cái chút xíu đi, lo nói chuyện trong đây không đi. Còn thấy cảnh như nó. Nó lụm hai lịch luôn rồi nhịn ăn luôn. Công sống Nguyễn nhỏ sáng giờ nhỏ bè xuống sông. Mấy tiếng đồng hồ. Đậu ra nè. Cắt nguyên con đi. Anh bẻ nữa không? Nó đã. Để ăn nhiều quá. Thứ mốt nói trời ơi là trời đưa nó cốc nữa. Đứt nó mất con mỗi tay nè. Ôi nhậu đây lý tưởng luôn. Nhà gió mát. Tính ngủ rồi trời. Đông quá. Với thứ mốt nó mưa họ chạy kịp. Mà ngồi đây công nhận mát nha. Lý tưởng nha. Mát. Nó chờ bắp chuối này nè. Bắp chuối đó. Hai con lịch nè. Đó. Nướng lê cấm gần cực. Mình được hai con này. Chín này chút ơi. Chút không? Chín rồi. Lấy vô luôn.
Wow. Chút rồi. Nó thèm ăn đi. Cũng bự vậy bọn. Ăn cái này coi chừng xương nha. Có lưỡi câu. Coi lưỡi câu á. Câu cái họng á. Để nguyên nó nào quen mà gì vậy. Đâu chút dễ ăn coi. Nè nói thành phố lượm coi. Cái này mà chấm nước mắm mặn cái ăn nó nhức cái nách luôn. Nhức cái nách luôn hả? Thôi nhức cái nách đừng ăn. Chấm ngon. Ăn vô địch không ngon mới dữ. Trời ơi. Giờ miễn đã bị khóc rồi. Xé rồi thịt sớ. Cả không chút. Lưỡi câu nè. Nó béo rồi nó uống, sao có 1 phút à. Đâu có lưỡi câu đâu. Ồ cái bụng nó uống dữ vậy. Nó ăn con mồi hay là gì mà uống dữ. Nó có 1 phút à, con lập nó có 1 phút à, nó uống ghê luôn. Nguyễn kiếm lưỡi câu. Có không Nguyễn? Có chứ. Có. Con không có lưỡi câu. Ăn bà cho em đi diễn nghe. Có gì. Nè 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 lưỡi câu nè. Đó, theo nha. Thì mấy đã đừng có đưa cho Dũng Sĩ dược xương đâu. Ờ Dũng Sĩ dược xương xong không được ạ. À. Rút ra. Bỏ vô giống chén đi. Dược xương xong rồi mình mệt đó. Bỏ vô gác luôn. Nó có con lưỡi. Đây coi con rút làm ẩu thịt nè, nuốt nuốt lưỡi câu cái gì? Dạ sẽ cắt đầu. Ông lấy lưỡi câu lại muốn tận dụng. Được, bỏ uổng. Mất nè. Hai con lịch nè. Nè ăn miếng đi. Ông đi dân cấm nãy giờ cho ông ăn chứ. Đúng rồi. Cho mấy ông ăn đây đàn bà. Thật khổ. Gì bá tầm đó. Đúng đúng rồi, thôi chung đi. Nghe nó lắm mà nghe chắc ngập ngập vô nha. Ngập luôn. Lằn 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 cá nào ăn ngon chứ cá mà ăn ngon ăn xịt mũi đồ lên lòng con cá kìa ở đây những giờ cũng điều liền chấm cái ừ, chấm cái nữa kìa cái khóc miếng ơi con mẹ không đánh lộn cái lỗ mũi người dân chết lúc đó trên tì khóc miếng ơi ngọt ha. Thế mình chào mình mới bắt vô sống á. Mà nước đừng có ốp cái gì. Không ốp luôn á. Không gì mà ăn có hổm là mấy anh em mình ốp chao. Nước này là ta kêu nước mọi nè. Nước mọi. Với cái ghê con thấy có người ta không? Người ta mà cũng lịch ra xong người ta con tính hồi sáng nhiều á chú Út lại con làm rồi đó. Chặt mía hả? Kẹp vô cái cây mía mình quấn tròn tròn lại để lên nước. Nước mía nó ra nó còn ngọt nữa. Mà rất tiếc. Ngồi chút xíu mà. Đi chợ á. Đi chợ. Tân Hưng là có nhiều lắm. Đúng rồi. Chính xác luôn rồi đó. Là thêm Mút nói là cả nhà biết ai không? Ông bà vợ em á. Bị báo á. Sáng sớm nghe em. Ta dị đoan ta cử mà chưa chân điện. Em sáng em nói anh đang nghe không? Nó sáng sớm điện em alo. Hai chồng mình chút xíu lại nhà chút cấm là cái gì nó dạ. Chút xíu dính lịch cho tao xin con nghe. Trời ơi là trời. Cái là chứ nói em, cái em nó nói nghỉ cấm vô rồi. Thiệt, con nói gì đó, nghỉ cấm vô rồi. Chết quất luôn, có hai con. Cái bắt đầu cha nói, có sao đâu mày, trời ơi, có sao đâu rồi. Cha mở hàng là miếng con nào, chừng bà nhà hên miếng hai con thôi rồi luôn. Là trời. Mày về mày làm sao, chứ mày bắt cha mày cuối nè, mày nói lại chứ kiểu này. Cuối tao gọi tao liếc nữa, bắt nó hoài luôn. Liếc là tính nào nói hay quá trời. Ông nói tới luôn. Vợ tôi nói hay với vợ tôi đang bắt được. Nó ông đang nấu cho tao chọt cái mỏ vô mấy chuyên môn là tao điện thoại đây là chọt cái mỏ vô. Cái mỏ vô cự hả? Tao dùng hành động nên bảo không biết. Không ơi, ông đó nói chắc bả đang liếc mắt đưa tình. Nó này quá. Quá vậy. Xin con, đáng lý hồi nãy đem nắng cho ông con rồi, không thôi hai con cháu luôn chứ nè. Xin con bây giờ có hai con rồi. Đi theo cái ly rượu cho là tự giận liền luôn đó, sáng giờ chờ bao nhiêu đó. Giờ có nhiêu đó, ta bình dương thôi. Ly rượu là phải có miếng mồi chấm sẵn. Chấm sẵn rồi. Tiếng đồng hồ có Nguyễn rồi xong đó. Một ly rượu để vô cái kẹt miếng mồi. Có miếng mồi liền nữa ha, có cà trà đá đường nữa. Đưa cho chính xác, đưa lên nó mũi mệt lắm nha. Chừng nào mới xỉn nổi. Vô. Chiều cũng xỉn. Nói trời, người ta nói trời ơi, gì đàn bà gái gì đâu mà nhậu quá trời ha, thấy mốt. Vui mà. Thôi bây giờ chắc cũng tới đây cả nhà. Nhà đón xem video tiếp theo nha. Cả nhà cho em xin được đăng ký, được like, được bình luận, được chia sẻ đó nha. Bye cả nhà nha. Bye cả nhà, cả gia đình. Bye cả nhà nha, chúc cả nhà sức khỏe nha. Chia sẻ kiểu sao tôi không biết chia là bà.